Tại Israel, với mỗi vấn đề mà người nông dân gặp phải trong sản xuất, trước hết sẽ được gửi đến trung tâm nghiên cứu tại các tỉnh. Vấn đề lớn hơn sẽ được chuyển tiếp đến trung tâm trung ương. Doanh nghiệp sẽ tham gia vào giải quyết qua các dự án. Bán giải pháp công nghệ cho người dân, đây là mô hình để nông nghiệp thông minh phát triển bền vững. Dòng tiền trong mô hình này sinh ra từ khoản thuế mà người nông dân đóng cho nhà nước và thuế của doanh nghiệp. Người nông dân cũng phải trả tiền cho doanh nghiệp để có các giải pháp tốt nhất. Đổi lại, họ có sản phẩm tốt hơn nên có lợi nhuận cao hơn. Nông nghiệp thông minh còn đòi hỏi sự chủ động của doanh nghiệp. Tại Thái Lan, doanh nghiệp này áp dụng công nghệ blockchain từ mấy năm nay. Trước chỉ quản lý được 3 khâu thì nay quản lý được toàn bộ chuỗi phân phối. Hiện nay, chúng tôi đã áp dụng blockchain cho tất cả các mặt hàng, còn chi phí thì thấp hơn các ứng dụng quản lý cũ rất nhiều. Tại Mỹ, Brazil, Argentina, nông nghiệp 4.0 làm giảm tới 50% giá thành sản xuất ngô và đỗ tương. Còn tại Nhật Bản, chỉ hơn 2 triệu nông dân canh tác trên 1,5 triệu hectare đất, nhưng không phải nhập khẩu gạo, mà còn xuất khẩu thịt bò và một số loại rau quả. Có những phần mềm như là lên kế hoạch nhật ký đồng ruộng trước khi mình làm. Rồi chúng ta có cái bản mà phần mềm mà lưu lại cái nhật ký của đồng ruộng, nhật ký quá trình sản xuất. Nhà máy của Việt Nam 50 đến 100 công nhân, thì với công nghệ Tây thì chỉ cần 6 công nhân ở khu vực phân loại, còn tất cả các loại từ như là cắt, thái, rửa, làm khô đóng gói xử lý không con người, toàn tập hoàn toàn tự động hóa hết. Từ nông sản thô nay được áp dụng công nghệ hiện đại cho sơ chế và chế biến, từ trồng trọt đến sản xuất và phân phối, áp dụng công nghệ trong toàn chuỗi sẽ tạo nên nền nông nghiệp thông minh, bền vững.